Đây là một người con chó nhà mình hay bắt chuột nè. Đây là có trong cái những cái lồng bẫy đa năng, cái bẫy thú mình đang đó là có mấy con chuột đó. Con chó mình đang ngồi gần đó, tại vì trong đó là những cái cửa hôm là mình buộc rồi, con thú rừng nó thấy con chuột nó giống như con chó mình nó sẽ nông vô cái cửa hôm chính đó nè mọi người. Đấy, bẫy rất hiệu quả nha. Mèo mà hay là cáo mèo, chồn đèn, kỳ đà đâu mà gặp, gắn là mà gặp những cái bẫy này đánh gì là nó chui vô dính liền nha. Bẫy này là đã vào là không bao giờ thoát ra được nha mọi người nha. Đấy. Em cũng đang chuẩn bị em đi đánh, em thả mấy con chuột trong đó đó, thì em quay cho mọi người xem. Đấy. Ví dụ như là con chồn đèn đi, với con mèo rừng, với con mèo nhà, gắn, đó, nó thấy con chuột ở trong cái lồng bẫy đa năng là nó sẽ đi xung quanh như con chó mình đó, là nó phải tìm cách mà để bắt được con chuột trong đó. Thì con chuột của mình đang thả trong đồng thì lại mình gần với gần cho mọi người xem. Đấy. Đấy. Đó. Trong đây là những cái miệng này là mình đã buộc lại hết rồi mọi người đó, mình đã buộc bẫy lại hết rồi. Thì hồi nãy mọi người thấy video đó thì mình mở, trước khi mình đánh mình mở này ra nè. Đấy. Đó, để mình gác lên đây. Thì ví dụ như con thú hồi nãy giống con chó nhà mình đó, trong đây nó thấy có con chuột này nè mọi người. Đấy. Thì nó đi ăn, nó gặp con chuột của mình ở trong cái bẫy này. Thì nó thấy ở ngoài này đó là mình đã gào cái bạch bạc rồi. Thì con chú nó, con thú nó thấy mồi á là nó sẽ đi xung quanh. Nó đi bên kia nó không vào được, nó qua đây để thấy cái cửa thoáng như thế này nè. Thì nó sẽ nông mạnh một tí vô. Nông mạnh một tí là cái cửa này sẽ hở lên, là nó chạy tọt, nông mạnh cái đầu á, nông mạnh vô là nó sẽ thấy con chuột đó chạy, là nó sẽ nông mạnh vô để bắt con chuột, là cái cửa nó sẽ sập lại, là sẽ giữ con thú lại. Mà trong khi nó đã dính con thú rồi là không bao giờ là nó ra được nha mọi người nha. Tại vì cái cấu của mình á là mấy cửa ở trên đây nó chặn xuống, con thú nó có nằm trên đây á, nó chặn xuống thì không bao giờ nó ra được. Đấy. Nên những cái bẫy này mình làm bẫy để đánh chồn đèn, mèo nhà, cáo mèo mình hay sử dụng lắm. Nói chung là mình bẫy dính rồi thì mình mới làm mọi người ạ. Hôm qua mấy hôm trước thì mình cũng bẫy dính mèo nhưng mình không quay video thôi. Chứ hôm nào để mình bẫy dính thú thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha, để chứng thực là bẫy này đã bẫy dính nha. Bẫy dính gắn mình cũng vẫn quay, chồn đèn mình vẫn quay, mèo nhà mình vẫn quay cho mọi người xem nha. Chứ mình không bao giờ mình bắt những cái con thú của mình bỏ vô lồng nha. Để anh em nào mà có xem được cái clip này thì bấm nút đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của mình đi thăm bẫy chồn bẫy thú, có dính thì mọi người xem có thực tế hay không nha. Cảm ơn tất cả mọi người và anh chị em đã theo dõi clip này nha.